mỗi lần tao thấy ông Kha nhìn mày á, tao có cảm giác như là ông muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy đó. Thôi kệ đi, ngày xưa mình chân ướt chân ráo lên đây còn không sợ ổng, bây giờ mình là ma cũ rồi, đâu có dễ ăn hiếp. Ất nè, thôi bỏ đi nè. Hiếu nè, được rồi nè. Hiếu chạy xe cái kiểu gì vậy, cố tình gây sự đúng không? Xin lỗi, chân ga em có vấn đề. Tao cố tình gây sự với mày đó, mày định làm cái gì tao? Nè, bỏ đi. Thôi côn đồ đã đưa ông vào tù 3 năm, ở trong đó lâu như vậy mà không học được gì sao? Mẹ mày, dám nhắc chuyện đó nữa hả? 3 năm tù của tao với cái chết của con tao trong tù, sẽ có một ngày tao tính sổ với mày cả vốn lẫn lời, mày và con Chiêu Dương. Buông áo tôi ra. Đại ca, đại ca ra lệnh đi, em chơi khô máu với thằng này. Mày coi chừng tao đó. Ông đang sống trong một xã hội có luật pháp, ông nên nhớ điều đó. Đối với loại người như mày, tao chỉ thích xài luật rừng thôi. Tao sợ thoát tim luôn, cứ sợ là đánh nhau. Đánh thì đánh chứ sợ gì, mình mà thiệp lẫm làm tới. Thôi bỏ đi, lên xe. Mày coi nè, tao nói là bỏ đi nha, để một chút rồi sửa xe, coi như lấy tiền đó mua sự bình yên. Loại người gì mà hung hăng hiếu chiến. Làm lẹ đi mày. Dạ biết rồi. Con trai, ba sẽ trả thù cho con, ba sẽ bắt hai đứa nó trả giá cho cái chết của con. Đại ca, làm với em trai cho dễ ngủ nha. Mời đại ca. Mỗi lần tôi nhìn thấy thằng khốn đó là máu tôi sôi lên. Đại ca chỉ cần ra lệnh, em sẽ tiễn nó về trời ngay giờ luôn. Một cái chết mà nó đến nhanh là một cái chết quá nhẹ nhàng với tụi nó. Tao muốn tụi nó phải bầm dập, sống không bằng chết, như vậy mới trả thù cho con trai tao được. Giết con trai duy nhất của tao, coi như mạng sống của tao cũng đã chết rồi. Tao thật sự không muốn sống nữa, nhưng tao vẫn ráng giữ cái mạng già này để có ngày đòi nợ máu. Em mới đầu quân cho anh sau khi ra tù, em chưa có gặp thằng con của anh, nhưng nghe tụi nó kể, em thấy nó rất bảnh. Nếu nó không bị con khốn Chiêu Dương gài bẫy, và không có thằng Hiếu chó mũi vào, thì thằng Khương đã không vào tù và chết trong đó. Đối với tao bây giờ, cuộc đời không còn ý nghĩa gì. Đại ca, mời đại ca. Con trai anh bị kết án bao nhiêu năm, mà tại sao nó lại chết trong tù? (Cười)
vụ án giết tên A Quẩy, thằng Khương là đồng phạm, không tố giác. Vụ án năm đó tội bắn chết ông Trùm, lãnh án 20 năm. Rồi tội mua bán và tàng trữ ma túy, bị kêu án tù chung thân. Những ngày tháng ở trong tù, nó nghĩ là không có ngày ra nên đã tự sát ở trong đó. Em còn nợ đại ca một cái mạng, nên bây giờ sống chết như thế nào em cũng theo anh. Cho dù dầu sôi lửa bỏng, đại ca kêu em nhảy em cũng nhảy. Chỉ cần đại ca gật đầu, em sẽ giết nó. Tao đã lên kế hoạch chuyện này rồi, rồi mày cũng sẽ thấy. Trước sau gì tao cũng sẽ hành xác tụi nó. Và từ đây anh bên em.